Gì đâu? A Vĩ. A Quỷ chưa giờ có khách đi mất tích luôn mà. Đi chưa giờ dịch, tao gì mà chuyện tất nhỏng nó nữa trong mấy đó. Ừ. Thì mà làm cái bách gì chó vô bà được hay quá mà cũng được bách gì chó cái nhai nhai ngậm ngậm nhà xác bị bạch đấy cánh chí tụt ngay hít nước à nhà xác ra không ra không ra vùi cả đó thôi chịu vùi hình như trong ruột ấy nhìn như anh gì cá ý chứ đừng cá à cái bập vậy nhức cái nách á đứa nào là vậy tôi đó cho bức cụ điên làm ôi liền bình thường chịu không nào đâu bức mà trạng làm được hay cũng được ôi liền nồi gì nó hút nước bò nó chó có gì tổ đấy nó bò chó nó tanh hồng à. Cái đấy làm cái đó tao nhức nhất nét đấy kiếm mấy con mà cục vậy rất chết rất làm thiệt lâu vậy một một lít ba là rất lứt ba con hầu phun ra xong đi xúc ruột mình xong ví dụ được mười mấy triệu đâu luôn phải không xúc ruột 2 triệu mấy xúc 5 lần cái chết người rồi không để quá đều còn cái dai nữa này. Hôm nay góp được 10 con nào? 3 con. 3 con phán vào. 3 buổi 3 con mấy. Nay nữa 4 nữa hả bà? Vô vô. Ráng con 2 con làm phần sau ấy. Dứt bữa rau.